Kênh khám phá và sáng tạo chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lên mình chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm nữa trong việc cuốn sách nha các bạn. Đây, này là mình ở nhà là chắc chắn các bạn sẽ làm được. Đó, yêu cầu sao các bạn có một cái bánh đà. Này bánh trớn của máy dầu các bạn. Đó, bánh trớn của máy dầu. Rồi các bạn cố định xuống là xi măng hay là đất cũng được. Nếu đất các bạn đóng đóng ba cái cọc vào đây nha. Đó, đóng ba cái cọc vào đây miễn sao mà cho nó vững lúc lúc mình kéo nó không bị tuột đi là được rồi. Đó. Này thì mình uống được tầm 25 trở lại các bạn, vuông 25 trở lại. Đó. Tròn cũng được luôn, nhỏ nhỏ, nói chung là mình còn có sức kéo được tới cây ba lớn thì mình uống được cây ba lớn thôi ha. Rồi. À, đây là một kinh nghiệm nha bạn. Cái này để làm mấy cái khung của khung bao của cửa sổ các bạn. Bao cửa sổ, đây một vòng lớn nè. Bên trong này mình uống thêm cái vòng nhỏ nữa nè. Đó, là ra mấy cái khung bao cửa sổ rồi. À, quên nữa. Để uống nhớ đập dẹp cho mình vậy nha bạn. Đó. Đập dẹp. Để chi? Tì vô đây nè bạn. Đó. Còn không nếu mà các bạn đóng xuống đất hay gì thì làm sao cố định khi mình lôi nó đừng có trôi theo. Rồi, bắt đầu giờ mình uống thử cái đoạn này cho bạn coi nha. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Đó. Thợ cơ khí mình mà phải sáng chế nha các bạn. Đó. Thấy không? Cái này thì mình nói cho những ai không biết thôi, còn nếu các bạn biết thì chỉ xem mang tính chất giải trí thôi nha bạn. Đừng có chê bai gì mà hết nha. Cái này là cây nhà lá vườn thôi. Mình biết như vậy mình chia sẻ lên cho những anh em chưa biết để có khi cần thì uống thôi nha các bạn. Cái này giỏi cái là mình uống theo cái thước của cái bánh đà này thôi. Không uống nhỏ hơn được. Nhỏ hơn các bạn kiếm một cái bu ly nhỏ nhỏ hơn các bạn. Kiếm bu ly nhỏ nhỏ hơn. Cỡ tầm 20 vậy đó các bạn uống vẫn được bình thường. Đó. Nói chung là cứ cách thức y như vậy thôi. Rồi còn các bạn ở nhà có cái gì thì mình tùy biến theo cái đó à. Mâm cái rượu hay gì cái gì cũng được. Đó rất là đẹp. Đây, cái này mình mới uống xong cây vuông 14. Đó. Đây, vuông 14 để làm cửa sổ. Đó. Ở đây mình làm cửa sổ thì vậy thôi. Rất là đẹp. Rồi. Các bạn xem thấy hữu ích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha.